Rồi, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách mình thay đổi những cái nội dung ở trong chỗ vùng category đây. Ví dụ tẩy trang đây. Đổi chỗ này. Thì đổi được chỗ này á thì mình phải đi vào cái chỗ là Edit Unit Builder này. Đó, rồi mình sửa giống như cái video trước đây. Hướng dẫn rồi thì mình muốn sửa chỗ nào, lắp đôi chuột cho đó, đây test này lắp đôi chuột cho đây, rồi đây không rồi đây mình sửa đây cũng được, nhưng mà tôi không khuyên sửa đây sẽ ảnh hưởng nhiều thứ bên dưới. Mình sẽ cancel đây, mình vô đây mình sửa nè, tẩy trang mình sửa lại thành nước tẩy trang cũng được ha, nước tẩy trang. Trang thì nước cái trang nó bị nhảy xuống dòng. Bây giờ chỗ này nó chỉ hai hai cái thôi, mình sửa này là let 3, sửa lại thành là let 3. Sửa lại let 3 nha, apply để thầy coi. Để kiểm tra lại. Ba thì đây nó đủ ha, đủ chỗ ha, tại vì kia màn hình nhỏ quá nó không thấy xuống. Rồi, tiếp theo cái hình icon này, đổi tiếp hình icon. Icon. Icon cũng vậy, icon thì cũng y vậy, option ở chỗ này là chính là cái led này nè. Cái led này nè. Đó, đâu chuột cái đây nè. Cancel nó. Rồi cái hình mình sẽ lấy tấm hình bỏ vô đây, tấm hình mình up lên mình bỏ vô trong này nha. Để up tấm hình lên thì phải open editor, chỗ đây mới có nút up hình nè, tải tập tin lên, up tấm hình lên, up tấm hình icon như vậy, icon hình nhỏ nhỏ thôi, ví dụ icon nó hình nhỏ như hình này nè, đó được, chứ mình lấy cái hình to quá thì nó không có được nha. Đó, ví dụ lấy hình này đi. Rồi thì nó sẽ có một cái đường dẫn liên kết nè, copy hình nè. Đó, rồi đóng lại, cancel nó rồi dán vô đúng cái đường dẫn à. Ctrl+C bằng đông dấu hoặc F cho đến cái kết thúc có dấu một kép ha. Sau Ctrl+C nó có bao dấu một kép à, nè giống vậy nè, dán vô, dán vô được cái hình này. Rồi kích thước còn để là 60 ha, chiều ngang 60 ha, chiều cao mình để có thể để chiều cao mình có thể tùy chỉnh ha, cho tùy chỉnh 60 60 đi ha. Rồi sau đó tôi apply thì tôi sẽ đổi được cái hình số đây, cái đây đó. Được chưa? Rồi cái bên dưới này đổi thì sao, bên dưới này đổi sao, bên dưới này tôi sẽ hướng dẫn đổi sao. Bên dưới này widget AR thì mình sẽ đổi sao, cái đi rồi này mình sẽ đổi sao, đây mình cũng đổi được rồi. Cái đó là đổi được cái tiêu đề của category ha, tiêu đề category ở trong phần trang chủ nè. Rồi tiếp theo mình sẽ đổi bên đây, bên này cái tab nè, đây là cái tab ha, cái tab bên này đó. Cái tab bên này thì nó nằm trong cái row này nè, cái nằm bên cái chỗ column 11 ở đây, quần nam phụ kiện vân vân, có 1 2 3 4 4 cái tab. Thì tab thứ nhất mình đây mình cần mấy tab đây, thời trang tẩy trang đang dầu và tẩy trang nước nha. Tẩy trang dầu và tẩy trang nước thì mình cần hai cái thôi, cần hai cái thôi, mình xóa bớt hai cái đi cho nhà có gọn, delete đi rồi delete hai cái. Sau đó ra thì đến cái dưới nam mình đi luôn. Rồi bây giờ mình sẽ sửa tên lại trước, sửa tên lại rồi sửa lại là tẩy trang dầu ha, sửa lại tẩy chữ là tẩy trang dầu, tẩy trang rồi. Thứ hai là
Ông đo chuột ở đây không được. Đó, ra rồi. Rồi, đang dầu đang nước xong. Ở bên trong tẩy rang dầu này á, tại vì là cái phải là hiển thị những sản phẩm về tẩy rang dầu. Bên trong tẩy rang nước phải hiển thị sản phẩm tẩy rang nước nha. Bên trong đây là nó có hiển thị cái rô đất. Hoặc bấm đôi chuột vô cái rô đất này cũng được ha. Rô đất, option cái rô đất này. Rô đất này á, mình xuống đây mình có một cái nút gọi là category. Đó, mình sẽ chọn đúng cái tẩy trang. Chưa tẩy trang tẩy trang dầu đúng không? Đèn dầu ra những sản phẩm tẩy trang dầu đúng không? Ở đây có một chỗ là equal item, nghĩa là sản phẩm nó sẽ tự động bằng nhau ha, tự động bằng nhau nè. Nếu mình thấy thì muốn lấy sẽ tự động bằng nhau. Bấm vô đây là tự động bằng nhau. Nếu muốn hiển thị có cái dấu ngôi sao đánh giá thì bật lên, còn không thì thôi. Đó, tắt này đi. Đó. Muốn hiển thị giá để lên, không thôi tắt đi. Đó, muốn hiển thị nút mua hàng và không thôi tắt đi, muốn hiển thị nút quick view không thôi tắt đi. Đó, mình tắt đi bớt rồi không đây, mình bỏ cho hiển thị giá nè. Cho hiển thị nút mua hàng ha. Đó. Đây mình hiển thị tẩy rang dầu đây. Xong. Qua tiếp tục cái tab thứ hai, tab nhất là tab thứ hai dưới này. Một bấm bên đây. Rồi sau đây mình dấu cộng nè. Đó, tìm cái rô đất bỏ vô ha. Đó. Hai cách thứ hai là mình không làm cách đó. Mình làm cái đó thì mất thời gian lắm, mình sẽ copy cái này qua. Copy cái này ra ha. Cái này tẩy rang nước mình đây mình xóa đi. Mình làm cái tẩy rang dầu xong rồi, giờ mình xóa tẩy rang nước đi. Mình copy ra. Đây duplicate cây nè. Tẩy rang dầu ra lần nữa, rồi sửa cái tẩy rang dầu lại thành chữ tẩy rang nước rồi. Đó rồi đất này mình mới đắp đôi chuột vô, mình kéo xuống dưới mình mới đổi lại là hai giờ mình lấy tẩy rang dầu, mình sẽ lấy lại tẩy rang nước. Rang nước hiện tại không có sản phẩm nó không ra thôi, còn hút thôi thì ra đó. Rồi sau đó apply rồi đây mình coi lại coi sao F5 tẩy rang dầu, tẩy rang nước, tẩy rang có hai loại, tẩy rang dầu, tẩy rang nước. Mình cho cái sản phẩm nó bằng nhau cho nên là tất cả các ô đều bằng nhau đúng không? Dầu, nước mình không có, giờ mình đăng những cái sản phẩm mà tẩy rang nước thì ra đây chắc chắn test thử luôn cho các bạn coi. Bây giờ tẩy rang nước nè, test thử nha. Tôi lên Tiki nè, tôi lấy những sản phẩm về Tiki nè. Tôi lấy những sản phẩm ở Tiki, tôi bỏ qua thử coi ra nè. Tẩy rang nước, có ra không? Nước, tẩy rang nước, đây tẩy rang nước nhóc nè. Dù lấy mấy cái này đi, tôi ví dụ nha, tôi đó, copy đường link này, tôi lấy thử cái này đang tự động nha. Tôi quay vô đây, tôi quay vô chỗ này, tôi on này. Đang đây. Lấy trang nước. Rồi lưu rồi setting clear get quay chạy lại coi nãy do test nó lấy 8 cái sản phẩm mới nhất từ bên Tiki qua là của tẩy trang nước mà tôi chọn bên sản phẩm tẩy trang nước. Đó, xong không ra đây mình kiểm tra lại nè. Cách 5 vô đây lại coi. Tẩy rang nước ra không? Đây, tẩy rang nước ra, đúng rồi, tẩy rang nước luôn ha. Giá cả là đầy đủ. Rang dầu, đó. À.
Rồi tiếp theo tới sửa tiếp cái chỗ này. Tiếp theo sửa tiếp cái chỗ này thì mình sửa sao đây? Cái chỗ này trong phần thiết kế mình thấy nó liên tới với widget IR. Thì mình sẽ vô cái widget IR, tại widget IR đây là option nó lên mình thấy là trang nam hết, không có chỉnh gì hết, chỉ link vô thôi. Thì mình phải vô phần widget mình sửa mới được. Đúng không? Cái chỗ thiết kế này mình để đây tạm thời đây, mình quay vô cái chỗ quản trị website nè, mình kiếm cái chỗ và giao diện widget nè. Widget đây có là đặt tên là thời trang nữ nè. Thời trang nam, thời trang nữ, rồi phụ kiện hot thì vô bản thứ. Ở đây hồi nãy mình coi mình kiểm tra mình thấy nè, nó đang link vô cái thời trang nam rõ ràng, link cái thời trang nam đây nè, đúng không? Đó, thì mình đây mình cũng phải vô đúng cái thời trang nam nè, thanh điều hướng này nè. Đó, hình thì hướng này nó chọn menu. Mình kiểm tra mình thấy là lên đây nó lại link vô, nó chưa phải là cái góc của nó nữa. Nó chọn menu thời trang nam. Menu. Thì phải ra quay vô menu mình kiếm. Mình bắt đi từ từ menu. Menu là menu thời trang nam. Đó, menu thời trang nam chọn nó. Và mình sửa lại thành cái danh mục sản phẩm của mình đây. Mình link vô danh mục sản phẩm đây. Những cái này không phải của mình đúng không? Mình sẽ tuần qua hoặc là tạo mới cũng được, nếu mình tạo mới thì tốt nha. Nhưng mà đây tôi chỉ sửa tạo mới thì cũng được, nhưng mà tạo mới mình phải link lại nha. Thôi mình đây mình sửa đi, mình sửa lại cái này là link thì chọn đúng không, này link thì chọn sửa lại thì đây mình tạm thời xóa cái này đi đi. Mình xóa bỏ nè, xóa luôn đi, xóa này mình làm lại. Đây giờ mấy này không bán, mình không bán mấy này mình xóa nha. Rồi danh mục sản phẩm đây mình đẩy qua, đây mình đẩy là thời trang, đẩy qua. Ở đây mình có hình đúng không, select image, hình của mình là nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh đâu, thời trang. Đấy, hình icon luôn, hình này đó, hình icon nhỏ nhỏ thôi. Cái này tẩy trang gì đây, cái hình này đấy. Rồi xuống đây tẩy trang nước đây. Tôi lấy hình nó thể không đúng nha, lấy đại đi nha. Đó. Đó, hình ở đây lưu nó lại. Rồi ra ngoài trang đây mình coi thử thay đổi thế nào nha. Nó ra cho mình đây thấy chưa. Đó. Nhưng mà đây nó không đủ chỗ rồi, nó ấy xuống rồi. Không đủ chỗ nè, thấy chưa, hình nó là nó lên nó không được đẹp nè, thấy chưa. Thấy trang nước này nó bị hụt vô nè, thấy đang xóa cái hình này. Rồi mình thêm mà đủ bốn cái này nó nhảy mới đẹp nha, hoặc là chứ mình thêm mà có thêm mình thêm đây có hai cái thì nó nhảy, cái bị nhảy không đẹp, nó nhảy xuống không đẹp, cho nên mình thêm đủ bốn cái như vậy. Đó. Thì nó link vô đúng nha. Đó. Đó là xong cái một cái phần đây. Cái phần dưới đây cũng vậy, cũng ở đây cũng sửa y như vậy, tab tab như vậy, mình làm một cái. Làm cái tab là một cái thôi, copy nó ra. Rồi xong rồi mình sửa lại cái filter ở trong, filter ở trong là lọc ở trong, nghĩa là ống nữ thì ra ống nữ, quần nữ ra ống nữ, giày nữ ra nữ. Còn đây cũng vậy, ở đây cũng là cái menu của nó thôi. Còn đây giúp cho chuột vô sửa icon, hình hình thôi. Làm hết tới đây à, tới cái phần đây là xong. Có thể bạn thích nữa, có thể bạn thích thì cũng là xa product thôi. Có thể bạn thích thì nó nằm ở, có thể bạn thích này nó là một cái product đây, product product một cái product thôi. Product này nó đang lấy cái filter này, nó đang lấy cái gì đây. On sale symbol product này đã lấy rồi, là sản phẩm mới nè, nói chuyện sản phẩm mới nhất đó. Rồi đó là phần phần này, bây giờ mình làm lại thử coi như thế nào, sửa hết mấy cái này luôn nha.